Thưa quý vị, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp là vấn đề quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tuy nhiên, việc đảm bảo chế độ, chính sách theo quy định cho lực lượng này cần được nghiên cứu kỹ, phù hợp với đặc tính đặc thù của từng địa bàn, nhất là địa bàn khu vực biên giới. Cao Bằng là tỉnh có đường biên giới quốc gia dài nhất trên cả nước, với trên 333 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Trong đó có 7 trên 10 huyện biên giới, 40 xã, thị trấn biên giới, 97 xã trọng điểm về quốc phòng an ninh, 119 xóm biên giới. Khu vực biên giới là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo không đồng nhất, còn nhiều tập tục, hủ tục, tệ nạn xã hội. Đây cũng là địa bàn trọng điểm, chống phá của các thế lực thù địch. Chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, kết hợp bạo loạn lật đổ đảng và chế độ ta. Để khắc phục tình trạng đó, một trong những yếu tố quan trọng là phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trên địa bàn tỉnh, nhất là lực lượng dân quân tự vệ. Bởi dân quân tự vệ vừa là dân vừa là quân, sinh sống, hoạt động tại cơ sở. Nhưng để xây dựng lực lượng này vững mạnh, phát huy tốt vai trò trong thực tiễn, cần phải giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề. Trong đó có việc đảm bảo chế độ chính sách nhằm tạo điều kiện vật chất, tinh thần để lực lượng dân quân tự vệ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới với trách nhiệm cao nhất. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp luật nhằm xây dựng lực lượng này vững mạnh toàn diện. Năm 2009, Quốc hội khóa 12 đã ban hành luật dân quân tự vệ, xác định rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ của dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định 58 NDCP hướng dẫn chi tiết các nội dung của luật dân quân tự vệ về việc đảm bảo vật chất huấn luyện, hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng này. Theo đó, quy định cụ thể chế độ cho từng đối tượng như phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị, chế độ phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, công tác phí, bảo hiểm của chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng, chế độ phụ cấp thâm niên, chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự. Luật dân quân tự vệ đã tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương, các cấp thực hiện quản lý nhà nước đối với lực lượng dân quân tự vệ, là cơ sở pháp lý để cơ quan quân sự các cấp và ban chỉ huy quân sự cấp tỉnh, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, cơ sở tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo chế độ, chính sách sát với tình hình ở địa phương, cơ sở. Tại Cao Bằng, từ năm 2018, đề án số 11 và đề án số 25 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng lực lượng và đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân tự vệ tỉnh Cao Bằng được ban hành. Hiện nay, các văn bản pháp lý trên đã đi vào cuộc sống, tạo thuận lợi cho việc tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ. Cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp với ban ngành đoàn thể địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ có cơ cấu, số lượng hợp lý, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở xác định, dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, song song với việc tuyên truyền, phổ biến luật dân quân tự vệ, đưa luật vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng địa phương. Đồng thời, thực hiện luật dân quân tự vệ, các địa phương, cơ quan, tổ chức đã thường xuyên tiến hành rà soát, điều chỉnh tinh gọn số lượng dân quân tự vệ, đảm bảo đủ quy mô, thành phần, tổ chức biên chế. Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ theo đúng quy định của luật dân quân tự vệ. Thực tế xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cũng cho thấy, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, lực lượng này đã và đang trở thành nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương. Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên duy trì các chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác tuần tra, canh gác, đảm bảo an ninh trật tự, tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn nảy sinh ở cơ sở, không để xảy ra điểm nóng. Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới,
phong trào đền ơn đáp nghĩa ở địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, các chính sách về quân đội và hậu phương quân đội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện luật dân quân tự vệ đang bộc lộ những hạn chế bất cập, nhất là đảm bảo chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ ở địa bàn biên giới. Các huyện biên giới và một số huyện nội địa do khó khăn về kinh tế, nên việc duy trì quân số trực của dân quân thường trực còn hạn chế, ngoại trừ 2 tháng huấn luyện tập trung là đảm bảo quân số. Các địa phương hầu như chưa có biện pháp cụ thể hỗ trợ cho gia đình dân quân tự vệ. Nơi ăn, ở của tiểu đội dân quân thường trực của một số xã biên giới còn là nhà tạm đã xuống cấp, chưa được đầu tư xây dựng. Thì tôi cũng rất mong muốn là trong những kỳ tới thì là đối với xã một biên giới ven biển đảo được bố trí không quá 2 phó chính trưởng. Thế như vậy là chúng ta các xã biên giới là cũng có thể là đủ điều kiện được. Thì có thể là chúng ta có thể đưa vào được không? Bởi vì là có thêm một đồng chí thì theo tôi nghĩ là cũng sẽ hỗ trợ được, đặc biệt là các xã biên giới. Vấn đề chủ quyền biên giới quốc gia là vấn đề cực kỳ quan trọng. Còn làm gì thì làm ta giữ vững được chủ quyền biên giới quốc gia. Mà bây giờ chúng ta đang tổng kết nghị quyết 8. Về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình mới thì cái vấn đề gì làm thì làm chủ quyền biên giới quốc gia rất quan trọng. Thì nếu theo cái nghị định 72 mà theo tôi khảo sát thì hiện nay có 7 đồng chí đã đi học và ta đào tạo theo cái công văn số 5 công nhân lắm thì đào tạo từ khi là từ trường sĩ quan quân 1 và trường quân khu và quân sư tỉnh, thì hiện nay đào tạo ta cũng khá nhiều. Mà hiện nay tôi khảo sát có 7 đồng chí, trong đó là có 2 đồng chí đại học, 1 đồng chí chúng ta cao đẳng và 3 đồng chí là trung cấp mới ra trường. Thì như vậy nếu ta có thể sắp xếp theo cái nghị định 72 và theo cái hướng dẫn số 141 của phòng và cũng như là cái hướng dẫn số 988 thì ta có thể là được không trong nhiệm kỳ. Và qua khảo sát ở đây báo chí là một số nội dung tôi cũng khảo sát vào một loại thì cũng còn một số tiêu chí theo cái 19.1 và theo cái nội dung của chương trình chúng ta thì chúng ta chưa bảo đảm. Nhưng nội dung đó thì chúng tôi sẽ có kế hoạch cụ thể chi tiết bảo đảm. Nhưng liên quan đến kinh phí thì là rất mong là các chị trong đoàn có thể là ta tính toán làm sao cho lý để bổ sung để cho cái lực lượng đó hoàn tròn chỉnh hơn, hoàn thiện hơn và hoạt động có hiệu quả hơn. Đấy, thì tôi vậy là mấy cái nội dung mà đây là khó khăn cũng bắt đầu như vậy. Ở các địa bàn biên giới còn lại, nhìn chung cũng trong hoàn cảnh tương tự. Các chế độ chính sách hỗ trợ khi thân nhân từ trần, trợ cấp khó khăn đột xuất, tạo điều kiện cho con đi học còn nhiều hạn chế. Hầu hết cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ nòng cốt đều cho rằng các chế độ chính sách chưa phù hợp, kể cả chế độ được hưởng khi ốm đau, từ trần, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Thực tế trên cho thấy, chính sách hiện hành đối với dân quân tự vệ dù đã có những bước chuyển biến tích cực, nhưng còn thiếu đồng bộ, chưa hoàn thiện, tác động không nhỏ đến quá trình xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Vì thế, việc quan tâm rà soát, bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ, đặc biệt ở địa bàn biên giới, là vấn đề cấp bách hiện nay. Như là chúng ta đến năm 2021, thì trong báo cáo đã nêu, vẫn còn có 4 trên 13 đồng chí là phó chỉ huy, ban chỉ huy quân sự ở cấp xã cũng chưa qua đào tạo ngành quân sự cơ sở, chiếm tỷ lệ 30,76%. Cũng như là tỷ lệ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, ban chỉ huy quân sự cấp xã được đào tạo trình độ cao đẳng đại học còn thấp, và tỷ lệ đảng viên trong ban lực lượng quân tự vệ đến năm 2020 thì chúng ta chưa đạt chỉ tiêu theo đề án xây dựng lực lượng quân tự vệ giai đoạn 2017-2020. Ta chưa bố trí được kinh phí để xây dựng trụ sở làm việc cũng như là trang thiết bị làm việc cho ban chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định tại nghị định số 72, cũng như là một số cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ chúng ta chưa được trang cấp đầy đủ theo văn bản hướng dẫn của cấp trên để tình trạng khó khăn chung của các địa phương, các xã, các huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Để đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ thì cần phải dựa vào dân nhằm tạo ra sức mạnh tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ. Vì vậy, các đơn vị, địa phương
cần tiếp tục thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân cử, dân chăm lo, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân chăm lo và bảo đảm chế độ, chính sách dân quân tự vệ, thực hiện công bằng xã hội, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, thực hiện tốt quy định pháp luật trong bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ. Công tác quản lý nhà nước trong việc đảm bảo chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ cần phải được thực hiện một cách đồng bộ, theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, chính quyền địa phương các cấp cần quan tâm thực hiện chính sách hậu phương cho cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, nhất là lực lượng dân quân thường trực cơ động. Chú trọng bảo đảm chế độ, chính sách dân quân tự vệ ở vùng trọng điểm quốc phòng, an ninh và những địa bàn phức tạp. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là quy luật ở dân quân tự vệ, các nghị định, thông tư hướng dẫn, và đặc biệt là giai đoạn tới này chúng ta thực hiện nghiêm nghị quyết số 59 của Hội đồng dân tỉnh và đề án số 25 của Ủy ban dân tỉnh, ta phải triển khai quán triệt nghiêm túc. Thứ hai là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn bộ hệ thống chính trị về những nhiệm vụ công tác xây dựng dân quân tự vệ tại địa phương chúng ta quan tâm để thực hiện trong giai đoạn tới này tốt hơn, cũng như là ban hành các cái văn bản và chỉ đạo về cái công tác dân quân tự vệ, cũng như là thực hiện tốt hơn cái công tác thanh tra kiểm tra đối với cơ sở công tác dân quân tự vệ ở các vị trí ở huyện, ban chỉ huy quân sự của huyện quan tâm thêm. Thứ ba là tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và quan tâm công tác đào tạo cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, nhất là đối với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy, ban chỉ huy quân sự cấp xã, là đảm bảo đến năm 2025 thì đạt chỉ tiêu đề án số 25 của ban dân tỉnh đã đề ra. Cơ chế chính sách phù hợp và triển khai thực hiện tốt sẽ là nguồn động viên lớn lao để lực lượng dân quân tự vệ vững vàng về tư tưởng, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm, hăng hái trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, người thân, nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần cùng các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Chuyên mục cơ quan dân cử và cử tri tuần này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.